Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thanh Thúy và Tôn Hân Huệ. Xin kính chào toàn thể quý vị đến tham dự chương trình Thu hát tình ca lần thứ 6 với chủ đề Kho tàng của chúng ta do A Chandler và nhóm thứ 6 tổ chức. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ca nhạc hôm nay thì chắc hẳn quý vị cũng có nghe tin tức và có nói về một cái sự biến cố xảy ra tại Anh Quốc, là một cái sự rất là đau buồn khi mà những người như chúng ta là những người đã đi tìm tự do vượt biên vượt biển để đến một đất nước mà chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta sẽ có được những cái đời sống tốt đẹp hơn, thì vừa qua có 39 nạn nhân đã từ con đường Trung Quốc và được chở bằng những chiếc xe tải trong những cái kho đông lạnh, và họ đã vì quá lạnh và họ đã phải tử vong. Đây là một chuyện mà chúng ta thấy trên thế giới có rất là nhiều người kém may mắn. Nhưng chúng ta là những người được sống ở đất nước tự do và chúng ta có được những giây phút hạnh phúc, thoải mái và được nhiều điều kiện hơn những nạn nhân đó. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị hãy lắng lòng cầu nguyện đến những nạn nhân đó. Hiện giờ trên thế giới họ vẫn chưa biết 39 nạn nhân này là từ nước nào đến, nhưng đã có một số nạn nhân được tìm biết thấy và biết đó là người Việt Nam của chúng ta, cùng một giọt máu, cùng một trái tim. Chúng ta hãy gửi những lời cầu nguyện thương và những cái tình thương đến cho những nạn nhân xấu số này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe để cho ban tổ chức chia sẻ đến quý vị một cái tin không được vui lắm. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trước thập niên 1960, hầu hết ở miền Nam, dòng nhạc mà chúng ta biết đến là những dòng nhạc như nhạc tình ca, tình chiến, nhạc vàng và nhạc quê hương. Đến đầu thập niên 1960, xuất hiện một dòng nhạc mới mà chúng ta thường gọi đó là nhạc trẻ. Dòng nhạc này ảnh hưởng bởi châu Âu và Mỹ Châu. Vâng, kính thưa quý vị, nhạc trẻ được bắt đầu vào thập niên 60-70 từ những cô cậu học sinh trường Tây thành lập ban nhạc thì để vui chơi trong trường hoặc là khiêu vũ tại gia. Nhưng mà không bao lâu sau đó thì được phát triển lan rộng rất là nhanh. Phong trào nhạc trẻ Việt Nam được bắt đầu bởi những nhạc sĩ Nam Lộc, Trường Kỳ. Tùng Gia và Kỳ Dô Bạc Sen và Kỳ Phát khởi đầu phong trào nhạc trẻ, thưa quý vị. Vào năm 1963 thì hai trường trung học George Russo và Mary Curry đã tổ chức một chương trình liên hoan nhạc trẻ tại thính đường của họ. Và tiếp theo đó, năm 1964 thì trường trung học La Santa Fe cũng tổ chức một chương trình đại hội nhạc trẻ tại trường của họ. Vâng, thưa quý vị, cũng năm 64, Dạp Văn Hoa có tổ chức một đại hội kích động nhạc trong 5 đêm liên tục. Rồi năm tháng 11 năm 65 thì trường La Santa Fe lại tổ chức một đại hội nhạc trẻ với 17 ban nhạc tham dự, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, chắc hẳn toàn thể quý vị trong chương trình hôm nay có một số quý vị còn nhớ vào năm 1966 khi mà miền Tây bị nạn lũ lụt, thì một lần nữa trường trung học La Santa Fe lại tổ chức một chương trình đại hội nhạc trẻ để gây quỹ cứu trợ cho những đồng bào nạn nhân của thời đó. Và lần này thì quý vị có biết được rằng là đến 23 ban nhạc trẻ tham dự và họ đã chơi suốt trong 6 tiếng đồng hồ. Và tiếp theo đó, sau 5 năm, năm 1971 thì lần đầu tiên ba nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Nam Độ, Trường Kỳ và Tùng Giang đã tổ chức đại nhạc hội trẻ tại sân vận động Hoa Lư. Lần tổ chức này thành công rất mỹ mãn, và chính vì cái sự thành công mỹ mãn này đã đẩy cao cái cao trào ca nhạc trẻ tại Việt Nam từ đó. Vâng, thưa quý vị, cũng năm 71, trường trung học La Santa Fe cũng tổ chức đại hội nhạc trẻ với 10.000 khán giả tham dự. Rồi sau đó, ở năm 74, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với trên 20.000 khán giả tham dự. Thưa quý vị,
Sở dĩ mà Thân Huệ và Thanh Thúy nhắc lại những cái ngày tháng cũ đó với những ban nhạc trẻ và những buổi trình diễn là cũng để hầu để quý vị hồi tưởng lại, hình dung lại cái sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của nhạc trẻ Việt Nam trước 75. Và kính thưa quý vị, cũng thời gian đó một ban nhạc trẻ Việt Nam thuần túy ra đời có tên là Phượng Hoàng, với sự đảm trách của hai nhạc sĩ Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Ca. Ban nhạc này đã đem lại một cái sự lý thú và bất ngờ đến cho nhạc trẻ và giới trẻ thời đó. Và cái ban nhạc này thì họ thuần túy trình diễn những nhạc phẩm do chính hai nhạc sĩ này sáng tác, và họ không có trình diễn bất cứ một bản nhạc ngoại quốc nào như trước kia. Và kính thưa quý vị, trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi cũng thay mặt cho Asian Love ở nhóm thứ 6 xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và quý vị đã đồng hành cho chương trình trong suốt 6 năm qua. Thưa quý vị, ở nơi này, ở quê hương thứ hai của chúng ta, hôm nay quý vị sẽ được nghe lại những bài hát, những âm thanh quen thuộc của một thời nhạc trẻ của miền Nam Việt Nam trước 75. Thu hát tình ca 6 với chủ đề Kho tàng của chúng ta sẽ gửi đến quý vị những bài nhạc trẻ một thời huy hoàng mà đến nay vẫn được yêu thích, thưa quý vị. Trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà bảo trợ như chị Mai Lu và lớp luyện thi quốc tịch Mỹ miễn phí, cô hỏi Tourer LLC, ông Phạm Anh Dũng và báo Cỏ Thơm, ông Đào Triều Phúc và báo Phố Nhỏ, bà Lê Thị Nhị và báo Kỷ Nguyên Mới, ông Trần Việt Tân và báo Đời Nay, bà Minh Nguyệt Hoài Hương của Nguyệt Sang Hoài Hương và nhóm Cố Đô Huế. Vâng, thưa quý vị, còn nữa, chúng tôi xin cảm ơn ông bà Thiện Tánh và Diệu Âm, chị Bạch Mai và anh Phúc của Đài Truyền hình Việt Nam Hoa Thị Đốn, đội bóng đá Việt Java, bác sĩ Thu Tâm Trần và Trendnet, bác sĩ Anh Thư Phan và API Care, giáo sư Phạm Trọng Lệ và Huệ Nguyễn Insurance Agency và các cơ sở thương mại, đúng không ạ? Dạ đúng chị. Và Ba Lẻ Bakery, Lộc Thọ Insurance Agency, MC Auto Service, TDM Phở Douglas 75 và Realtor Tammy, Tammy Nimissi, Superior Nails and Hair Inc, Sunday in Saigon Restaurant, Forest Cosmetic Family Dentistry và Nova Pharmacy. Và ngay bây giờ, không để làm mất thời giờ của quý vị, chương trình Thu Hát Tình Ca Sáu mang chủ đề Kho Tàng của chúng ta chính thức bắt đầu.